Hello, xin chào cả nhà. Em lên một con đồng hồ Ý nha, Diesel có đèn luôn. Con này là dòng cổ nha cả nhà. Đó, đèn nè, nút đèn nè cả nhà. Đó, cực kỳ độc và rất là hiếm nha, hiếm gặp nha. Đây, ngoại hình của em nó đây. Đó, rất là độc luôn. Cái nền là còn full chữ luôn nha. Đó, nền này là chỉ các múi giờ cả nhà. Đó, nền xoay. Con này rin, nguyên rin chính hãng luôn. Đó, hàng cổ đến giờ mà vẫn còn rất là đẹp nha. Logo hình đầu hổ dân là chống nước 100 m đáy xoáy nha. Chính hãng luôn, niềng xoay. Thì đo đo cái vòng tròn này là 37 nha, còn đo ngang đến 47 luôn cả nhà. Đó. Rất là độc nha, còn có nút đỏ này là nút đèn nha cả nhà. Phơm này cực kỳ hiếm gặp luôn. Rất là hiếm nha. Đây, đeo lên tay nè cả nhà. Đó. Quá trời độc luôn, độc địa nha. Đẹp len ken nguyên rin nha. Dây còn ok lắm nha cả nhà. Đó. Núm rin nè, khóa rin nè, dây rin nè, mặt đẹp. Niềng xoay nè. Đó, nút đèn nè. Lịch góc 4 giờ. Rồi, em mời cả nhà nha.